Đây là em cuốn sáng nay ra được bạn Hạnh bùi cứu ở đâu á, Ti không biết, nhưng mà mang đến máy ấm. Bây giờ Ti sẽ bày đặt nói tiếng Anh với con nha cô chú, coi con có hiểu không? Coi con là chó Việt Nam hay là chó nước ngoài nha. Hi baby. What's your name? I put your name Tony, okay? Where you from? How old are you? Vậy là con chó Việt Nam rồi mọi người ơi, con không có hiểu tiếng Anh.